Con xin thầy chỉ dạy về vấn đề tôn giáo. Con tu theo tịnh độ, chồng con thì theo thiên đạo. Chúng con thường hay bất hòa. Con kính xin thầy ban cho chúng con lời khuyên nào để giải quyết được sự bất đồng về vấn đề này. Có giải quyết gì đâu. Cái này là do mình không hiểu thôi. Bây giờ trước hết đó, nó là thiên đạo. Là thiên đạo là cái gì? Ở bên Đài Loan có một cái tôn giáo đi, có một cái giáo phái thì gọi là thiên đạo. Thì các vị này tin vào Đức Phật Di Lặc, cho nên chỉ thờ Đức Phật Di Lặc thôi. Và mỗi ngày các vị này sẽ đảnh lễ Đức Di Lặc bao nhiêu lại đó, để mà cầu xin về cái cõi trời của Phật Di Lặc. Người ta không phải Phật giáo, nhưng mà thật sự ra cái này nó cũng bắt nguồn từ đạo Phật. Cái cách ăn chay hay là tín ngưỡng Đức Phật Di Lặc cũng bắt nguồn từ đạo Phật thôi. Nhưng mà người ta lập tông riêng, phái riêng, gọi là thiên đạo. Bây giờ mình tu tịnh độ là mình cầu xin về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Và bây giờ quý vị cứ nghĩ hai cái đức tin khác nhau mình tối ngày cứ gây hoài thì đâu phải là người tu. Phải không? Cho nên mình đừng có mất thời gian làm cái việc đó. Mình chỉ ghi nhận và những gì lành thiện nơi người khác người ta làm. Bây giờ một người mà có được cái thiên đạo, mặc dù nó không cùng với cái ý mình có thể tạm cho người ta chưa đúng đi, cái đó là mình cho người ta vậy đó, nhưng mà người ta vẫn còn có một đức tin nào hơn là người ta không có tin gì hết. Cái hơn nữa là thiên đạo là vậy thôi, còn sâu sắc nữa thì mình phải tìm hiểu. Nhưng mà trên căn bản thiên đạo là những người tin vào Đức Phật Di Lặc. Còn mình á, Pháp Hòa nói bây giờ chẳng những riêng, đừng có nói chi tịnh độ với lại thiền hay là mật gì đó. Bây giờ đại chúng để ý, mình á, là người muốn phát huy tịnh độ, cái mình chê thiền. Mình nói tu tịnh độ nửa chết có chỗ về, anh tu thiền nửa chết không có chỗ. Bởi vì tu thiền không có hướng tâm về sanh cõi nào, thì mình nghĩ là chết không có chỗ để đi, thì mình bài xích thiền. Và thiền á, thì bài xích tịnh. Thì bây giờ quý vị thấy là có phải mình muốn phô trương cái tông của mình lên là vướng vào cái gì? Tham. Mà người khác bị chỉ trích thì nói gì? Nổi sân. Rồi cuối cùng hai bên leo thang chỉ trích nhau là sĩ. Muốn phô trương cái tông mình nhưng mà rốt cuộc bị tham sân si chi phối. Thành ra cũng phải để ý cái chuyện đó. Cũng để ý cái chuyện mà thật ra tất cả pháp môn chỉ là phương thuốc. Nó không phải là cái gì quan trọng mà để chúng ta gọi là chỉ trích. Thuốc uống thì thuốc nào cũng giống nhau, miễn thuốc nào hết bệnh là tốt. Cho nên đừng có kẹt vào cái việc đó.